Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ năng đọc trong tiếng Anh nha. Bài đọc ngày hôm nay có chủ đề là acne, một chủ đề mà ai cũng biết hết, acne là mụn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ học một số từ vựng. Skin condition là tình trạng da, đây là danh từ. Cause là gây ra, động từ. Affect là ảnh hưởng. Serious là tính từ, đứng trước danh từ. Bệnh nghiêm trọng là serious disease. Bệnh trong tiếng Anh là disease, nhấn âm tiết thứ hai. Cả lớp đọc theo cô. Skin condition. Skin condition. Cause. Cause. Affect. Affect. Serious. Serious. Disease. Disease. Thì tránh trong tiếng Anh là avoid. Chúng ta có chăm sóc là take care, lúc nào cũng đi với off. Off này là tận cùng bằng chữ V. Rồi chúng ta có xà phòng. À, xà bông đó, à, chúng ta sẽ rửa mặt với acne với một cái loại xà bông đặc biệt, à, xà phòng đặc biệt á, ok, những cái loại sữa rửa mặt mà nó có bọt á, soap. Twice là hai lần một ngày, ví dụ như rửa mặt hai lần một ngày là wash your face twice a day. Chúng ta có nặn mụn, động từ, ví dụ cái mụn nó như thế này, mình bóp nó, thì trong tiếng Anh được gọi là pop. Cái mụn trên mặt của mình được gọi là spot. Avoid. Take care of. Take care of. Soap. Soap. Twice. Twice. Pop. Pop. Spot. Spot. Yes. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc và nó sẽ không còn khó khăn khi mà mình đã giải quyết xong từ vựng. Nhớ là khi chúng ta đọc thì chúng ta phải đọc câu hỏi trước. Acne là gì? Acne gây ra điều gì? Acne ảnh hưởng. Ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng đến ai? Acne không phải là gì? Đọc cùng với cô nha. Acne is a skin condition. It causes small red spots on the face and on the back. It affects 70 to 80% of young people between 12 and 30. More girls have acne than boys. It's not a serious disease, but young people want to avoid it. So, acne is a skin condition. So number 1B, acne causes small red spots. Acne affects young people the most. Acne is not a serious disease. So now we are going to read the passage again and answer the questions. Giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa và trả lời những câu hỏi sau đây. The first paragraph is mainly about cái đoạn đầu tiên. Thì nó nói về A. What acne is? Acne mụn là gì? B. How to avoid acne? Làm sao để tránh mụn? Why people have acne? Number 2. Which statement is not correct about acne? Những cái câu nào nó không đúng về mụn? A. Acne is a skin condition. Mụn là một tình trạng của da. Acne may get serious. Mụn có thể trở nên trầm trọng, nghiêm trọng. Acne affects more boys than girls. Mụn ảnh hưởng nhiều con trai hơn là con gái. What age group does acne affect the most? Age group là nhóm tuổi. Cái nhóm tuổi gì mà mụn nó ảnh hưởng nhiều nhất? A. 12 to 20. B. 12 to 30. C. 72 to 80. How should you wash your face? 3 to 4 times a day with soap for acne. Với xà phòng cho mụn. Với nước lạnh. And number 5. What does the word it in the last sentence refer to? Chúng ta sẽ đọc lại cái đoạn văn và chúng ta xem cái từ it cuối cùng. Trong cái câu cuối cùng thì nó ám chỉ điều gì? Nó ám chỉ là acne hay là disease, hay là spot, ám chỉ mụn hay là bệnh hay là những cái đốm trên mặt. Cô sẽ đọc cho chúng ta nghe lại cái đoạn đầu tiên. So the first paragraph is mainly about điều gì? The first paragraph. Acne is a skin condition. It causes small red spots on the face and the back. It affects 70 to 80% of young people between 12 and 30. More girls have acne than boys. It's not a serious disease, but young people want to avoid it. Đoạn đầu tiên này,
chủ yếu nói về A. What acne is? Nói là mụn là gì? Những cái thông tin chúng ta nghe đó là mụn là một tình trạng da nè, rồi nó gây ra những cái đốm đỏ nhỏ trên mặt và cổ và nó ảnh hưởng đến phần 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 lớn những người trẻ độ tuổi từ 13 mà 12 cho đến 30. Trong cái đoạn đầu tiên này không có nói đến cái phần là làm sao để tránh tránh mụn. Làm sao để tránh mụn là ở cái tips tiếp theo, ở cái đoạn tiếp theo, không nằm ở trên cái phần đầu tiên. Và cũng không nói cái lý do vì sao người ta có mụn mà chỉ nói là mụn là gì thôi. Cái đáp án chính xác là đáp án A. Which statement is not correct about acne? Câu nào nó không đúng về acne? Acne is a skin condition. Correct. Acne may get serious. Correct. Acne affects more boys than girls. Cái câu sai đó là câu C. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đọc trong cái đoạn đầu thì chúng ta sẽ thấy được đó là more girls have acne than boys. Yes. So acne affects more girls than boys. Còn cái câu này thì nó nói là more boys than girls. Sau cái câu câu so the statement is not correct is C. What age group does acne affect the most? Cái nhóm nào mà mụn ảnh hưởng nhiều nhất? A, B or C? Yes, chúng ta thấy rõ ràng đáp án đó là B. From 12 to 30. It affects 70 to 80% of young people between 12 and 30. So the age group is B. And number 4, how should you wash your face? 3 or 4 times a day? No. Chúng ta đọc trong cái đoạn này chúng ta sẽ thấy được là wash your face with special soap for acne, but no more than twice a day. So 3 or 4 times a day. It's not good. B. With soap for acne. And C. With cold water. With cold water là không có được đề cập tới. Đáp án là đáp án B. Bởi vì trong sách có cái câu đó là wash your face with special soap for acne. And number 5. What does the word it in the last sentence refer to? Refer lúc này là đề cập đó. Đề cập ám chỉ cái điều gì đó. Thế cái câu cuối cùng trong cái đoạn văn đó là If it gets serious, see a doctor. Nếu nó trở nên trầm trọng, see a doctor. Thấy cái gì trở nên trầm trọng thì chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ làm mụn chứ gì nữa, đúng không? Và sau đáp án đó là đáp án A. Và đây là phần luyện kỹ năng đọc trong chương trình sách giáo khoa lớp 7. Có độ khó từ A2 trở lên. Các bạn có thể theo dõi học trọn bộ tại kênh YouTube Miss Lan. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.